Kamen Rider Kids tập 3, Keiwa đang lưu lại những ký ức của bản thân về trò chơi anh hùng, nhưng thông tin về trò chơi này không thể nào tiết lộ. Anh đã bị một cảnh cáo, nhưng tất cả mọi chuyện anh đã giải thích bằng cách nó vào trong nhật ký của bản thân và không tiết lộ nó cho bất kỳ ai. Chúng ta được hé lộ một phần về Ace, về mục đích mà anh muốn tìm ra một kẻ bí ẩn nào đó, có phải đó chính là admin của cả trò chơi. Chúng ta còn được hé lộ cô nàng Neon, gia cảnh cô ấy, một cô tiểu thư điển hình muốn chứng tỏ bản thân bằng cách quay những video triệu view. Một điều khá thú vị, vì trong thời điểm hiện tại chúng ta những video như vậy mới chính là cách để chứng tỏ bản thân, trở thành người nổi tiếng và làm cho mẹ mình công nhận. Nhưng tất nhiên không có cách nào để được công nhận ngoài sự thờ ơ của gia đình, khiến cô ấy bắt buộc phải tham gia trò chơi. Những dư chấn của tập 1 vẫn còn lại đó. Như tên gấu trúc, hắn ta đang sống trong môi trường học hành bình thường, có lẽ chỉ là học sinh cấp 3, chiếc bus cổ Magnum. Hắn ta có vẻ rất thành kiến với cô gái Neon khi cô trở thành người nổi tiếng, còn hắn thì không được như vậy hay chăng? Keiwa sau khi đến công ty thì cũng đã được một người trong công ty hỏi về vị quản lý. Ông ấy đã biến mất rất lâu rồi và ông ấy không phải là người như vậy. Keiwa chắc có lẽ cũng đã được tham gia vào công ty sau ngày phỏng vấn, mặc dù nhìn thì hơi toan nhưng chắc vì những vị trí cơ bản hay là vẫn làm. Chứ mình không nghĩ là anh ấy bị dính líu tới việc điều tra, tới mức chỉ mới gặp một lần trong buổi phỏng vấn lại được mời đến công ty để mà tham gia những cuộc điều tra về sự mất tích của từng quản lý. Một cuộc gặp gỡ có vẻ như tình cờ và định mệnh giữa Ace cùng với lại Neon. Cả hai gặp gỡ nhau và bị tục bị những tên vệ sĩ quấy bám đuôi. Một điều kỳ lạ trong mắt của Ace khi nghe về chuyện Neon muốn người con trai định mệnh của bản thân. Có lẽ như anh ấy đang thắc mắc về việc tại sao tất cả mọi người đều hâm mộ mình, còn cô gái Neon này thì không. Có lẽ như quyền hạn trò chơi là có giới hạn, và đây có thể chính là giới hạn, một trong những giới hạn đó, làm cho Ace khá băn khoăn. Chứ mình không nghĩ là Ace lại thích Neon. Sau đó một cuộc rượt đuổi nhẹ đã diễn ra và họ đã được đưa tham gia trò chơi kế tiếp khi sử dụng Design Driver. Cuộc chiến cũng như cuộc cá cược về bài Zombie lần này giữa Kiss và Buffer. Nếu thật sự tôi sử dụng những chiếc Busco vô dụng này mà vẫn thể thắng được thì tôi sẽ lấy chiếc Busco Zombie. Trận chiến nổ ra với màn thể hiện cực kỳ kinh điển của Ace out trình hoàn toàn cả trò chơi. Có một pha thú vị là nãy đã giúp đỡ Neon, và điều đặc biệt nhất chính là nãy sử dụng búa của cô ấy để tấn công kẻ thù, khiến cho Neon vẫn còn điểm chứ không phải là kẻ âm điểm trong trò chơi lần này. Sau đó thì người dẫn đầu vẫn là Skip, và nãy đã lấy Zombie tự tài của Buffer. Về phần của Keiwa, nãy quyết định chọn cách là cứu người thay vì tấn công bởi Zombie, và cũng đạt điểm khá cao trong trò chơi lần này. Mâu thuẫn được đẩy mạnh, gấu trúc nói về sự nhàn hạ cũng như giàu có của Neon, nhưng thực chất chưa chắc có tiền để mua được tất cả, và điều ước của Neon vẫn là bí mật khiến tất cả phải lung lay. Sau đó tình gấu trúc đã có một lời đề nghị với Buffer về chuyện hợp tác, và tại sao Buffer lại có thành kiến với lại Kiss lớn như vậy, hắn ta không thể nào biết được khi họ đã từng tham gia trò chơi chung với nhau lần trước. Một điều thú vị trong phân cảnh tại phòng nghỉ chính là Neon đã làm cho cả Kiss lẫn Keiwa phải suy nghĩ xem thật sự mục đích cũng như sự cố gắng là gì. Như một người thành công như A liệu có hiểu được, hay anh ấy sẽ là người dẫn dắt cho Neon đi trên con đường đúng đắn. Keiwa thì nhớ lại những lời của chị mình và cũng hiểu tình hình của Neon. Nhưng bản tính của bản thân thì nãy không nói trực tiếp về chuyện đó, bạn thấu hiểu trong lòng mà thôi. Cuộc chơi thật sự bắt đầu khi đợt tấn công tiếp theo Zombie tấn công. Tên gấu trúc đã lừa Neon để có thể trừ khử cô, nhưng Kiss tới đó và cứu giúp. Tại sao nãy lại giúp Neon? Đây vẫn còn điều bí ẩn. Nhưng chiếc Busco Zombie chuyển hóa thành đội chân và đã đòn Rider Kick cực kỳ mãn nhãn, khiến cho tên gấu trúc nham hiểm cũng phải bị đá văng và mất trạng thái biến hình. Điều thắc mắc của mọi người, tại sao lại tấn công một người bình thường mà lại không bị trừ điểm? Hắn ta đã bị lây nhiễm Zombie từ trước rồi, và mục đích của hắn chính là biến cô gái Rider Neon trở thành người giống hắn. Đó là mục đích thật sự nên tôi không bị trừ điểm. Một màn nhớ về quá khứ của tên gấu trúc khi hắn ta là một vận động viên khá thành công ở trường cấp 3, nhưng bị chấn thương do tai nạn giao thông và không thể nào tham gia được, nên tất cả những gì thấy chỉ là sự căm phẫn khi nhìn thấy sự thành công của cô gái Neon và quyết tâm trừ khử cô, nhưng lại bị Kiss ngăn cản. Một phần khá thú vị nữa chính là Buffer lại là người đầu tiên lên tiếng. Có vẻ hắn cũng tạo cảm giác bên vực với tên gấu trúc này. Liệu bọn chúng có hợp tác với nhau hay là từ chối giống như cảnh phim chúng ta? Tất cả mọi thứ trở về yên bình khi Kiss nói về đạo lý làm người và thời thế cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Trò chơi này kẻ mạnh và kẻ chiến thắng sẽ là người có được tất cả. Đó mới là ý nghĩa cuộc sống. Quay về phòng chờ thì Neon lăn ra bệnh, cô cũng đã bị cắn. Gấu trúc cười hả hê, sau đó cũng rời phòng chung Buffer. Có lẽ hai kẻ này đã mưu phản bội từ trước. Đó cũng chính là kết thúc của Kamen Rider Kiss tập 3.